Vâng, thưa anh em, để sử dụng máy chẩn đoán thì anh em phải va chạm rất là nhiều về máy cũng như là động cơ. Thì lâu ngày thì anh em sẽ quen thôi. Và hôm nay thì Cường sẽ hướng dẫn cho anh em test cái con Hyundai Santa Fe này trên cái máy Autel MX900 nhé. Đây, giờ dắt OBD2 nha, cắm vào này. Yêu cầu là phải chìa khóa on nha anh em. Rồi, ok. Tiếp theo là anh em sẽ vào cái tính năng chẩn đoán này. Yêu cầu là phải chìa khóa on hoặc động cơ có thể nổ nhá. Cường vào Hyundai này ha. Cái dòng máy này thì cực rẻ luôn anh em. Cường lấy một cái dòng máy quốc dân cho anh em để anh em có thể là xem cái máy này. Cường vào chọn tự động nhé. Rixovin. Nó không 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 đọc được số VIN, dẫn đến là anh em phải chọn là thủ công này. Thị trường Euro. Hyundai Santa Fe. Động cơ dầu. Yes. Đó, chuẩn đoán nhé. Cường sẽ vào chuẩn đoán tất cả hệ thống. Auto scan quét tất cả hệ thống xem nó đang báo cái lỗi gì. Ở đây là nó sẽ hiển thị này. Tất cả những cái hộp liên quan, ví dụ như là hộp túi khí này, đồng hồ táp lô này, hệ thống thắng đồ này, áp suất lốp này. Đó, nó quét tới đâu thì nó sẽ nhảy ở trên này. Động cơ có 10 lỗi luôn. Thì hiện tại là cái con xe này là một cái mô hình máy dầu, dẫn đến là chỉ có lắp động cơ thôi. Máy dầu nhưng mà rất là hiện đại luôn anh em nhá, không có thiếu cái thứ gì đâu. Cường sẽ vào cái động cơ xem nó báo lỗi gì ha. Rồi. Với một cái máy nó đâu đó gần 10 triệu mà anh em thấy này ha. Thông tin hộp này, đọc lỗi này, xem data lít, kích hoạt và tính năng nâng cao có thiếu gì đâu. Anh em đọc lỗi xem này. Nó báo rất là nhiều lỗi luôn, động cơ này đang chưa hoàn thiện. Động cơ này đang làm nhiều cái lắm. Đang đổi chương trình cho hộp này. Đó. Báo hệ thống chiết xạ này, báo hệ thống điều hòa này, báo lỗi hộp này. Đó. Cường sẽ xóa lỗi đi, rồi dây cốt nhé. Chìa khóa on, động cơ off. Yes, dead. Đó. Nó còn báo cái lỗi immobilizer thôi. Ở trong này nó có tính năng kích hoạt này, special function và lead data. Cường sẽ vào data lead xem. Điện áp bình ắc quy này. Lưu lượng khí nạp này. Cái vị trí van EGR này. Áp suất môi trường xung quanh này. Nhiệt độ khí nạp này. Nhiệt độ nước làm mát động cơ này. Cường sẽ lấy một cái số mà thông số máy dầu. Tốc độ xe này. Bob correction, áp suất đường ống nạp á, nhiệt độ dầu này, vân vân rất là nhiều luôn. Anh em muốn sâu cái data lên á thì sâu lên đây này, ở trên này nó có này, một cái data mà Cường đã chọn nó ra đây này. Ví dụ như là anh em muốn xem một cái con cảm biến nào đó mà mình muốn làm sâu hơn về nó, ví dụ như con bàn đạp chân ga này anh em này, đây là vị trí bàn đạp chân ga nhé, Cường cho nó chạy này, đạp lên này, đó, nếu mà nó có bất thường á thì nó sẽ cái data này nó sẽ nhảy này, ở dưới là hai con điện áp này, nó có hai con vị trí này, đây, vị trí bàn đạp chân ga này, hai con vị trí, con này 6 giây cùng bàn đạp chân ga này, đó, Cường vừa thả là data nó rớt này. Nó có vừa vị trí vừa có điện áp báo về này. Đó, cho nên là khi mà anh em làm xe có nhiều khi mình phải xem thử data lead nó có nhảy như thế nào, ổn định như không. Còn đây là cái tính năng kích hoạt. Ở trong này nó có kích hoạt máy nén này,
kích hoạt van EGR, kích hoạt chiết xạ, kích hoạt bơm nhiên liệu này, kích hoạt van EGR này, kích hoạt máy nén điều hòa này, vân vân, kích hoạt quạt tốc độ thấp, tốc độ cao này. Rồi, tính năng nâng cao chúng ta sẽ vào coi cái gì nào. Test động cơ này. Nhập mạc kim phun này. Rồi đốt bầu DPF đó. Anh em cái máy này nó có thiếu gì đâu. Tính năng này giúp để thay thế mạc kim phun, đó, vân vân. Một là chìa khóa on động cơ off, ok là tiếp tục. Thì với một cái dòng máy này á thì nó đầy đủ rất tính năng luôn. Rồi rất là phù hợp cho anh em gara để gọi là vừa và nhỏ có thể sở hữu cái này nha anh em nhé. Về tính năng lập trình thì nó chưa có, nhưng mà những cái tính năng cài hoặc reset thì nó có đầy đủ hết, anh em không thiếu cái gì ha. Rồi cảm ơn anh em quan tâm cái sản phẩm mới 900 này á, thì có liên hệ với Cường nhá. Chào và hẹn gặp lại.